Yeah, Okay, okay. so Zhuang, can you hello Lei Tuong? Yeah, you have any questions for Bike? Zhuang, can you so now can you repeat it for us? Okay. Now try to speak clearly and more slowly. Okay, now can you repeat can you repeat your speaking again? Yes. Try to speak slowly and clearly. Yes. Okay, let's start. My name is Mike. I'm 7 years old. I'm class 2 and people at primary school that we talk about my things and my family. My favorite thing is pet. My favorite pet is fish. My family has mom, dad, and my little brother. He is 6 years old. Okay, so can you describe about your mom? Is she beautiful? Is she fat or slim? Is she tall or short? Is she kind or strict? He's tall, a little tall, and she is very kind. How about your father? He's taller and mom, and she's tall too. So is she is he strict for you? Is you doing something bad? She's not bad. My mom and dad is bad. Oh, that was not my meaning, but yeah, okay. How about your brother? He's very bad. He's doing sleep all day long. Okay, then anyone have questions for him? Because I think I don't have any questions. Yes. Lê Thương, you raise hand. Later, can you turn on your microphone? You can click to the little mic there. Okay. If no one wants to talk with Zhang, I think we have to move to another one. But before that, I think I need to introduce a little about myself. Well, I'm 15 years old and I'm from Hanoi.
Personally, I am a high school student, but now I am your teacher. It's not actually a teacher, I am like the guider for you to make you more positive in your English. I'm not the type of people that have a good grammar, because you can see that I have so much grammar mistake in my speaking. But I think my pronunciation is enough clearly for you to understand. And I want to make you guys speak clearly to make the others enough to understand you. So I'm here. These are the for the beginner. So if you are a higher level, or you think that is not really expect for you, we have the course for the immediate, for the higher level. So this for the beginner. This is for the beginner. So if you have anything to talk about the skills of the speaker, please raise hands and have your idea about how to change their mistake, how to change their pronunciation, or how to change their speaking skill. So that is all. Okay, I will call the newer, Hương Lê. Are you here? Hương Lê, right? Hương Lê. Yeah. Hi. Hello. Hello. Yeah, can you speak more clear, more louder? I cannot hear you. I am okay. Wearing a headphone. You don't have a headphone? You don't have a headphone. Can you be closer to your phone? Are you using phone or computer? No. Are you using phone? On my cell phone. Ah, your phone. So you need to take your mouth closer to your phone. It's like you are calling to someone and you have to take the phone closer to your mouth. Okay, can you try to speak again? Okay, I am fine. Okay, it's not really good. I actually cannot hear you clearly. Do you have any headphone there? Do you have any headphone there? No. Okay, how about David Chien? Are you here? Hello. Yes. Hello, David Chien. Yeah. So the topic today is talk about yourself and your family. So can you introduce yourself and your family? Yes. Okay, let's start.
My name is Quốc Chiến. My English name is David. I live in Hải Dương City. My family have 3 people. Me, my wife, and my daughter. How old are you? How old are you and what is your job? Yes, I'm in 30. You 30. Oh, how about your job and where are you from? Yes, I'm a teacher and I live in Hải Dương City. Oh, you live in Hải Dương. Yeah. I remember that in here we have so many people living in Hải Dương. So can you talk a little bit about why you want to learn speaking skills? Yeah, I love English. I hope I can speak English. Why you want to learn? Why? Because I love English. You love English. Is this for any for your business or something? No, I don't learn English for my job. I learn English because I love English. Okay, this for the questions time. Does anyone have any questions for Miss David? Okay, hello. Hello, Mr. Chiến. I have a question for you. Are you a teacher? And tell me about what subject do you teach? And what school do you teach? Yes, thank you for your question. I teach sports. Yeah. Yes, and I teach in. I teach in a studio, not in school. Ah, studio. Sport in studio. Yeah. Oh. Physical education. Yes, physical education. Okay. Thank you. Okay, thank you. David, oh, you teach about sports. What sport do you teach? Yes, I teach a sport indoor, not outdoor. A sport indoor. One spot in the room, not outside. Not outside. Yes. Can you guess some spot in the room, in the studio?
No. Example, gym, table tennis. Wow. Wow. Aerobic. Cool. And many sports can play, can exercise in the room. You teach many many sports indoor. No, I teach one sport. What sport? I want you you guess. A spot in the room. Mình hiểu rồi, ý mình là cái môn thể thao gì ấy. Sorry, mình nói tiếng Việt. Ok, mình cũng hiểu ý bạn hỏi rồi, mình đang cố giải thích. À. Mình dạy một cái môn thể thao ở trong nhà. Bạn có thể đoán, mình đã ví dụ có rất nhiều môn thể thao trong nhà, thì bạn có thể đoán là một cái môn nào đó được không? Ok, ok. Mr. or Miss, Mr. or Miss, my guest aerobic. No, the same, the same aerobic. Gym. Not the gym. Oh. Yes, the same yoga or aerobic. Dance. Are you dancing? A sport, a practice with music. Dancing. Yoga. Okay. Yoga. Not are yoga. You dancer? Are you dancer? No, I'm not a dancer. Holy God. I'm a teacher. I'm a teacher of dancing. Okay, okay. Yes. I teach dancing. Yeah. What kind of dancing? Dance sport. Do you know dance sport? Okay, dance sport. Yeah, I see. Do you know Khánh Thi? Yeah, I know. Yeah, Miss. So you teach dance sport for adults or for kids? For kids? Yeah, for everyone. Do you like dancing? Dancing? Yes. Do you like? No, because I don't have a flexible body, so it's hard for me to dance. Yes. That's it's so that true. Easy. Oh, I like watching people dancing. Well, I think I cannot dance. It is so difficult, right? No, I think it's very easy. Everyone can dance. Mm-hmm. So when did you start to dance? Yes. I have just this dancing about 15 years old. 15, you teach dance sport 15 years ago. Oh, 15 years ago. 15 years ago.
Yeah, and I want to ask you that you know how to dance when when did you know how to dance? Yeah, I see. I can start dance when I was 19 years. Oh, 19 years. Yeah. So can you tell me more about the reason why you come to this sport? Yeah. Because when I see everyone, when I see other people dance, I feel it's a very very funny. Mm-hmm. So I start to learn dancing, and wow. After a few years, I can teach to other people. So yeah, when did you know how to dance? When did you know how to dance? I can dance when I was 18. 18 or 18 now you're 13. Sorry. I can dance when I was 19. 19, so it's 11 years since you know how to dance, right? Okay, it's kind of interesting story. Sorry? It's kind of interesting story about yourself. Thank you, David Chien. Okay. Yes, thank you. Okay, how about Do Thu Hai? Can you introduce yourself and your family? Do Thu Hai, are you here? Yes, hello. Yes, hello. My name is Do Thu Hai. I'm a college student. I'm 18 years old. My family have 5 members. Can you ask me some questions? Hello, Hai, where do you live? I live in Hanoi City. Okay, and tell me about your parents. My mother is So now where are your family? My family is also live in Hanoi. Oh.
What is your major? Yeah, can you repeat? What is your major? Because you have said that you are studying at college. Yes. And I want to ask you about your major at your college. What major do you study? I study in I don't know the English name in you I can study. Speak Vietnam and everyone translator yeah. Yeah. Là trường sư phạm Hà Nội 2 ạ. Wow. You can use Google Translator and yes. Yeah. Or after this lesson, you can find out about the English name of your college. Yes. Yeah. Ask your friends. Now I'm translating in Google Dịch. What subject? What subject do you will teach in the future? Vậy là kiểu giáo dục tiểu học vậy ạ. Tiểu học là primary school à? Primary school. Giáo dục tiểu học á? Primary education. Oh, yes, primary education. So, yeah, I don't understand about this. primary education. So, it will what it will teach about? Almost subject. Hầu như tất cả ấy ạ. Wow. So everything in primary school. Không hẳn là tất cả trừ môn tiếng Anh cả vẽ thể dục ấy ạ. Except art, music and sports. I think so. Wow. So interesting. And now I'm final year student. Oh. Mm-hmm. The 12th grade. Right? Fifth year student. Okay. Well, she's trying to talk about My. Do you want to say something? Hi, and now you. Yes. Now, do you live in your house or? Yes, I live in my house. Yeah, because it's so good. COVID-19 pandemic, so I can't go to my school. Yeah, and you study online? Yes, of course.
And if you have to go to school, yeah, you do have to rent a room outside. I think so, because so well, how far from your house to your college? My college is in wait me a minute. No problem. How far đúng không? Như là em không biết là nó bao xa. Khoảng bao nhiêu? About là khoảng bao nhiêu cây ấy? Em không biết là khoảng bao cây ạ. Trường của em ở Vĩnh Phúc ạ, em cũng không biết, em chưa lên bao giờ. Kiểu vậy trong khoảng tầm 60 or 70. I have known some my friends and their hometown is in Vĩnh Phúc and it's about 60 kilometers. Wow. It's in So from you came to your college, how many times you go to your college? I never have. Never. Yes. Miss Hai, do you have any sibling? Yes, I have a brother. Young brother. Really? Yes. I think sibling is single, you know? No. My brother is he's 14 years old. 14. Yeah, so yes. So you are five years older than yes. him. 5 years older. Yes. A year older than him. I have younger sister. Oh. Now what's your? Now she is. Oh my God, she is study in grade 8. Oh, it's My younger brother also grade 8. Oh, the yeah. same age, right? Yeah. Oh, so what is your hobby? My hobbies is watching movies. Mm-hmm, me too. Mr. Yeah, my name is Thor. Okay, you are interesting, and if you can, tell me about your family, yourself, your dream, your job. Okay. Tell about what?
your family, your family, your yourself. Mm-hmm. Okay, so let me talk a little bit about myself. Now I'm a fifth year student at Hanoi University of Pharmacy. Okay. So I will graduate from my university in this year, 2022. Okay. Mm-hmm. I come from Taiping province. Oh. Yeah. So is there a person here the hometown is Taiping? Yeah. My family have five people. My parents, my older brother, my younger sister, and me. My brother got married. Yeah. Wow. And he has two daughters. Yeah. Well, how old are you? How old is he? Mm-hmm. He was born in 1994. Nice. So now he's 28. Yeah, he got married too soon, I think. Just when he 21. After he graduated his high school, and he go to work for about just 3 years. So he got married. Wow. Mm-hmm. At that time he was no, I don't know. You can keep on. No problem. You can try to talk. Yes. Mm-hmm. Sorry. And now I prepare to do my intern at hospital. Wow, hospital. Yeah. I have recovered from COVID-19. I got COVID-19 and I had to be in a quarantine area. You are affected with COVID-19 and now you recover, right? Yeah, yes. And now I'm at my home and I have completed 1 week. 1 week isolate at home. And tomorrow will be the last day I have to at home. And And I want to ask you how long you have you recovered from COVID-19? After the day I have received the result is positive, and after that is about 12 days. I test COVID-19 again, test PCR.
And it's negative. So, okay. So I can come back my home. Okay. Yeah, it's so long, I think. Because the first day I test, and up until you know 12 days. And in total, in quarantine area, I have to be there 14 days, yeah, half a month. I think because there are so many patients, so the distance between tests is so long. And then, yeah, and luckily when I take risk COVID-19, I have just have some my symptoms like cough and ngạt mũi. Yeah, and I just take some drugs and vitamin C and all of on the fee about drugs, about tests, and about food, drink is free. Yeah, until the first of January. Yeah, it will cost the money for food is 80,000 dong in a day. When you when you affected with COVID-19, do you treatment at home or at hospital? Oh, as hospital. This is a treatment area at of Pozong. Pozong treatment, yeah. At it is at the new department. Chung cư đền nữ. And how long have you stay there? Like I have said, is 14 days. 14 days. Two weeks, right? Yeah. Oh. Because in my home, I have my roommate. I live with other people, so I can be treated at home. Yeah, and I know some people they can have a room in their room. Yeah, so for themselves, and they can treat at home. And how do you feel now? Do you have any symptom after you recover COVID-19? Until quickly today, right? Yeah, today
Today, suddenly, I feel itchy in my soul. You have some example fever or showing now? No, it's just itchy in my throat, and sometimes I cough. Yeah. I feel a little worried. Yeah, but mọi người ngày kia tiếng Anh là gì ạ? Như là day after tomorrow. The day after tomorrow, I have to test PCR. So, you know, when I do my intern at hospital, before I come there, I have to test PCR is negative. And what results? Results. You have a negative or positive test with COVID-19? What do you mean? You told that the day after tomorrow you have a test PCR, right? Mm-hmm. Yeah. And I want to ask you what results with the test and results. What results, right? Okay. Mm-hmm. I'm so sorry to interrupt you. Hi, everyone. Hi, teacher. Yes, hi, teacher. Hi, everyone. Teacher. And I'm so happy to be here with you guys. This is the first day of us, right? For 3 months to change our servers. So today I want to check your pronunciation, okay? I want to check your pronunciation. Let introduce yourself in five questions. Who are you? Yeah. What do you do? Yeah. And when where do you do? Like where do your like your office, where is your office, okay? Or where do you live, right? Okay, I will, and something from you, and around five sentences, and then I will check your pronunciation. Okay, let's start with, Đỗ Thu Hải, please quickly, because I don't have time for you. Yes, my name is Đỗ Thu Hải. And now I'm a college student. My college is in Vĩnh Phúc city. But now I am living in my home in Hà Nội city. My family have 5 members. Okay, just talk about yourself, okay? Just yourself, please. Yes. Not your family, not your friend, not another one, okay? Thank you so much, Đỗ Thu Hải. Yes, okay. So, Nhật Phạm. Yeah. Hello, teacher. Hello, everyone. My name is Minh Nhật, and I'm 22 years old. I work as an IT information technology, and I live in Đà City. Okay, thank you so much, Nhật. And everyone, can you turn off your microphone because I want to hear
clearly for, yeah. And Mai, can you care about your students' pronunciation? Okay. So next one is Davidian. Yes. Hello, teacher. Hello, everyone. My name is David. Mm-hmm. I'm in 30. I'm a teacher. I teach dancing. Now I live in Hải Dương City. Mm-hmm. Yes. One more from you, please. I think that's all. Okay, thank you so much. Okay, Đặng Nguyễn. Yes. Hello, teacher, and hello, everyone. My name is Dao. I'm 33 years old. I come from in Vinh Giang Province. It's the southwest of Vietnam, and it's far from way to capital. And now I live in Ho Chi Minh City. I live in Củ Chi district, and I work at the hospital. My major is physical therapy. Yes. Okay, thank you so much. I'm so sorry because I don't have time. Mai, can you continue to check your student pronunciation now because you are recording? Okay, because I have my class. Okay, please. Thank you so much. Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you for motivating us. Bye. Mai ơi, Mai gọi thêm các bạn, gọi tất cả các bạn trong ngày hôm nay check pronunciation cho mẹ nhá, bởi vì mọi người đang record. Ok, tiếp tục. Ok, ok. Uh-huh. Vừa nãy gọi ai rồi, bây giờ gọi check pronunciation now. Lien, are you here? Yes, can you introduce a little about yourself? Yes. Hello, teacher. Hello, everyone. My name is Lien. I'm 30 years old. I'm from Hanoi. I work as the researcher center. Okay, thank you. So, okay, I can see your pronunciation. Okay, let's make to another one. Lucky, hello. Yes, hello, teacher. Hello. Yes, can you introduce? Yes, I would like to introduce myself. My name is Ling, but please call me Lucky. I'm 34 years old. I'm an accountant. I have two sons, and I am from Quảng Ninh province. Now I live in Da Nang city. Yes, this city is worth living. My hobby is reading, listen music, and cooking. I really love it. I want to travel in I want to travel everywhere on the world. A special place is Japan. I love this. My husband my husband is quieter and take care of us. Two sons. The first son, I have two sons. The first son is 7 years old and the second son 3 years old. I love my family so much and I love
Đà Nẵng where I am living. Have you ever come to Đà Nẵng? Yes, now I really love my I really love Đà Nẵng where I am living. Yes. Thank you so much for your time to listen. Thank you, Jason. Yeah, thank you. Thank you, Lucky. Okay, I can see your pronunciation is quite good. How about Lương Nhung? Lương Nhung, are you here? Hello? Hello, Bennett. Hello, teacher. Hello. Can you introduce Hello, a little name. About yourself? I am my name is Nhung Nhung. I my hometown Thái Bình. I live in Hà Nội. I got married in Nam Định with Okay. Thank you. Lương Nhung, right? Yeah. Thank you. I can see your pronunciation. How about Mike? Are you ready? Are you ready? Yeah. You. Hi. My name is Nhung, and I'm 7 years old. I'm living in Bình Thuận with my family. I'm a student at Lương Thế Vinh High School. So I'm addicted to English. Yeah. I think that's all. Okay, you have a special voice. Yeah, Huyền Trang, you raise hand, right? Okay, so let's introduce yourself. Hi, teacher. Hi, everyone. My name is Huyền Trang. Yes, I'm 33 years old. I live with my husband family in Bà Rịa Vũng Tàu province, and I am a import-export staff in a young company. Okay, so you are living in Bà Rịa Vũng Tàu. Vũng Tàu con ạ. Rồi, next one. Next one, please. Thank you. Next one is Hoàng Tùng Lâm, right? Thank you for listening to me. Thank you. Hoàng Tùng Lâm, are you here? Hello, teacher. Hello, everyone. Yes, hello. Can you introduce? Yes. My name is Trang. I'm 34 years old. I live in Hải Dương, and now I'm working for Japan company. So sorry. Please turn off your microphone when you don't speaking. When you don't speak, okay? Please, Hoàng Tùng Lâm. Yes. Do you? Yeah. That's it, right? Are you done? Are you done? You're introducing? Yes. My name is Chang. Okay. I'm 34 years old. And I live in Hải Dương province. Mm-hmm. And I am working for Japan company. Mm-hmm. And my family
My family have 6 people, and my grandparents, and my husband, and 2 sons. Okay, thank you so much. And you need to rename your name, okay? We need to know about your real name when you are here with us, okay? Yes. So the next one is who? The next one, Ngân Bùi. Ngân Bùi. Hello. Hello. Yeah, hello. Can you introduce? Yes, my name is Ngân. I'm from Nghệ An province. I'm a study at Irving University. Thank you. Thank you. Where are you from? I'm from Nghệ An province. Nghệ An province. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Okay, thank you. Next one, good. Please. Next one, wait. How about Đình Tiến Quang? Are you here? Đình Tiến Quang? Next one, please, Mai. Đình Tiến Quang, okay. How about Lê Thanh Xuyên? Hello, evening. Hello, teacher. Hello. This is Tan and Clapmet. My name yeah, is can Xuyên. Can you introduce? Yes. I'm 66 years old. And about 4 years ago, I live in the Highlands, Ba Mê Thuột City. And now I'm retired. At a prison, I'm serving in the Paris diocese, Saigon. And besides, I'm working at an international organization, WOOMB. That's the organization LGO, non-governmental. Thank you for listening. Okay, thank you, Mr. Xuyên. The next one is Lê Đông, Đông Lê. Đông yeah, Lê. I'm here. Yes, I'm here. Can you introduce? Yes. Hello, LA guys. My name's Dom. I'm 28 years old. Currently, I live in Ho Chi Minh City. My major is printing technology. I work as a product development at my company. My hobby is listen to music, reading book, and playing badminton. So that's all. Wow, that's a clear voice, right? Okay, that's great. The next one is? The next one, okay, let me see. Who is the next one? Oh, we have, oh, it's all. Oh. We don't have, okay, it's all. If you have not talked, you can turn on your microphone and talk with us. And if Lê Thương, Lê Thương, yeah. Hello, teacher. Hello, everyone. Lê Thương. I'm 29 years old. I live in Thanh Hóa province. I working in software company, and I my main job is math.
manufacturing engineer school, and I'm a staff. Okay, is there anyone? I'm left. Okay, mà còn ai chưa được nói hoặc còn ai chưa hay Trang. Introduce. Trang. Can you turn on your microphone? Bạn ấy chạy rồi. Ok, mọi người ơi, bây giờ đã là 10:10 rồi ạ. 10:10 rồi, cô hỏi mọi người một chút là hôm nay mọi người học như thế nào ạ? Mọi người ơi, mọi người cứ bật mic lên để nói nhé. Em bị out khoảng 10 phút tại vì điện thoại em sập nguồn. Sorry mọi người. Cái ban đầu mà... khi em... ban đầu khi em dùng điện thoại ấy, em không biết dùng Zoom ấy, nên là em không nghe hiểu mọi người đang nói gì, nhưng mà khi nghe được các mọi người nói chuyện ấy thì em cũng hiểu các câu hỏi của các cô giáo hỏi các bạn ấy. Thực ra trong đầu em cũng có thể làm mường tượng để trả lời câu hỏi, nhưng em không đến lúc mà giả sử như hỏi em thì em không biết làm sao để nói lên những cái gì mình muốn nói ấy. Nên là ok, khó khăn thì rồi cô hiểu rồi. Dạ vâng, cảm ơn bạn Lê Thương. Hôm nay cái recording của chúng ta có liên tiếp không nhỉ? Có ai đang ghi lại không? Dạ có cô, em đang ghi ạ. Đang ok. Dạ vâng, cảm ơn bạn. Mọi người ơi, mọi người có nghe thấy khi mà cô kiểm tra cái pronunciation của mọi người ấy, thì mọi người có nghe thấy hết tất cả những gì mà các bạn nói về họ không? Tức là có nghe hiểu hết được các cái vấn đề mà các bạn ấy nói ở trong cái phần introduction đấy không? Gần hết cô ạ. Nghe ạ. Gần hết chứ không hết hoàn toàn. Nghe nhưng mà cũng chưa được 100% đâu, mới được khoảng 70% thôi. Em có một cái khuyến nghị cho mọi người là đa số là mọi người chọn cái nơi mọi người học rất là ok, nhưng mà cũng một vài người là cái âm thanh nó hơi ồn, nên làm sao mọi người được, nếu được thì chọn một nơi nào đó hoặc là kiểm tra cái mic của mình nó ok hơn ấy, thì mọi người sẽ nghe được tốt hơn. Rồi với cả mọi người chú ý là chúng ta ai nói với bật mic thôi, còn ai không nói thì tắt mic dùm, được không ạ? Thì chúng ta sẽ không bị ồn. Có ai mà không nghe được một tí nào, ví dụ như này này, có ai mà introduce ấy, cái phần vừa rồi mà cô Hạnh vừa mới kiểm tra mọi người về cái pronunciation ấy, thì có một ai đó nói mà bạn không hiểu một tí nào về cái lời nói của họ không? Có ai không ạ? Who? Còn ai không ạ? Có ai ở trong lớp mình mà nghe ví dụ như là bạn Mai nói, ví dụ như bạn Mai giả sử như là bạn David Chiến chẳng hạn nha, cô ví dụ thôi, bạn nói cả một cái đoạn introduction mà chả ai hiểu bạn ấy nói gì cả. Có ai như vậy không ạ? Có ai trong lớp mình như vậy không ạ? Trong cái phần pronunciation ấy, bởi vì nếu như mà các bạn phát âm không chuẩn ấy thì người khác có nghe được các bạn nói gì cả, cho nên là cái phần phát âm này nó liên quan đến hai đối tượng, một là mình không nghe được, hai là người ta nói không có đúng về phát âm á. Có ai như vậy không ạ? Mọi người hoàn toàn có thể là nói sự thật ở đây nhá, để chúng ta còn sửa cho nhau nào. Tại vì cô không ở đây toàn bộ quá trình đấy. Cái lúc đầu mà cô chưa vào thì đúng là có những đoạn rất là khó không nghe được ạ. Không, mỗi cô đang nói mỗi từ cái đoạn mà cô yêu cầu các bạn giới thiệu bản thân để cô check cái phát âm á. Đoạn đấy thì nghe được ạ. À rồi, vâng, thế là tốt. Khi mà các bạn nghe được người ta nói cái gì thì tức là bạn ấy đã, cái phát âm của bạn ấy không quá tệ để cho chúng ta có thể vẫn nghe được bạn ấy nói gì, đúng không? Rồi, nó đủ rõ để chúng ta nghe. Bởi vì các bạn nhớ này này, chúng ta đang là người Việt ạ.
chúng ta đang là người Việt thì chúng ta nghe cái accent Việt ấy, nó rất dễ. Nhưng mà người nước ngoài người ta nghe cái accent của chúng ta, người ta rất khó hiểu bởi vì chúng ta có cái accent Việt. Cho nên là cô hy vọng rằng sau 3 tháng thì các bạn sẽ cố gắng cải thiện cái phần phát âm của mình đầu tiên. Tại vì phần phát âm là phần vô cùng quan trọng để cho mọi người có thể hiểu chúng ta nói cái gì. Còn chưa nói đến chuyện là các bạn hay hay là dở luôn. Nhà hay hay dở cô không nói chuyện đấy. Mà cô mới chỉ nói chuyện là các bạn làm cho người khác hiểu mình nói cái gì. Cho nên nếu như mà các bạn phát âm chưa tốt thì xin mời là các bạn hãy nói chậm thôi. Đừng có nói nhanh, không có người ta không có nghe được mình nói cái gì. Cái thứ hai là mình sẽ cố gắng phát âm cho nó chuẩn hơn, đúng không ạ? Có một số bạn ở đây thì cái accent Việt nó nặng quá đến mức độ là nghe nó cực kỳ khó hiểu đối với người nước ngoài. Ví dụ như là bạn Lê Thương chẳng hạn, đúng không? Hoặc là bạn tên là bạn Lâm á, Hoàng cái gì Tùng Lâm đó, mà bạn nói rằng bạn tên là Trang, lần sau bạn sẽ rename cho cô nhá, sẽ đổi tên này. Là các bạn hoàn toàn nói giọng Việt hết. Và khi mà nói giọng Việt là người nước ngoài người ta không có nghe được mình nói gì đâu các bạn nhá. Không phải vấn đề âm đuôi đâu. Không phải vấn đề là các bạn không phát âm đúng, mà các bạn phát âm hoàn toàn là tiếng Việt hết. Là tiếng Việt của chúng ta khác với tiếng Anh ở chỗ là tiếng Việt không hề có âm bật hơi, mà chỉ có âm bật tiếng thôi. Chúng ta toàn bộ tất cả âm bật hơi các bạn làm thành âm bật tiếng hết là sai hoàn toàn luôn. Nên các bạn chú ý nhá. Có bác Xuyến ạ. Bác Xuyến thì nói hơi nhanh. Cho nên là mọi người chưa như là cháu thì cháu chưa hiểu bác nói gì nhiều, với cả có thể là bác dùng rất nhiều từ khó. Khi mà mình đến với một cái buổi mà chỉ là buổi bắt đầu thì mình sẽ nói một cách đơn giản, một cái rất là đơn giản về những cái gì mà mình muốn nói thì mọi người sẽ nghe hiểu hơn. Và có thể là cái accent của bác nó hơi nhẹ quá, nó theo giọng đó quá nhẹ của người Việt mình nói thì mình sẽ rất khó hiểu. Tóm lại là nó không phải vấn đề hay hay là dở đâu ạ, mà cái vấn đề là mình phải làm cho người khác hiểu mình nói cái gì ạ. Vâng, thì cô Hạnh thì không, giọng nói không hề hay một chút nào luôn, chắc chắn là không hay rồi, mà cũng không hay bằng bạn Mai có thể nói ra hay hơn cô Hạnh, chứ có rất nhiều bạn ở đây nói hay hơn cô Hạnh. Tuy nhiên ấy, là cô Hạnh có một cái ưu điểm đó là nói rất là clear, rõ ràng và chậm rãi để cho mọi người có thể hiểu được mình nói gì. Đó, thì mọi người cố gắng là đầu tiên là mọi người sẽ phát âm chuẩn đó, sau đấy là mọi người sẽ phát âm một cách chậm rãi và clear để cho chúng ta có thể hiểu được là mình đang nói cái gì với mọi người. Cái tiếp theo đó là do là nhiều khi á, mình không tự tin vào bản thân cho nên mình nói nhanh, mình nói cứ nuốt đi, người ta sẽ không hiểu mình nói gì cả, đúng không ạ? Thì hôm nay là buổi đầu tiên thì cô rất là hy vọng rằng là chúng ta record lại cái buổi đầu tiên này. Chúng ta sẽ record lại tất cả các buổi để chúng ta nhìn nhận lại cái sự tiến bộ của chúng ta sau hàng tuần và sau 2 tuần, sau 1 tháng như thế nào. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có động lực hơn trong cái quá trình học tập nhé, được không ạ? Bởi vì cô Hạnh cũng như vậy, cô Hạnh đã ghi âm lại, cô Hạnh đã lên trên Facebook và cô Hạnh ghi âm lại rồi đăng các cái video clip rất buồn cười luôn, cực kỳ buồn cười. Và cái thời gian đầu mà mình nói mình như kiểu tung đông lên dốc như thế nào, rất là cả một thứ luôn trong vòng 2 năm đó. Thì các bạn chú ý nhé, các bạn chú ý này. Trong cái quá trình mà các bạn dùng Zoom thì chú ý cái vấn đề mic của mình. Ví dụ như là bạn Lương Huy, Lương Nhung đang làm ồn ở đây. Bạn Lương Nhung đang chưa tắt mic và bạn đang làm ồn ở trong lớp của mình. Đúng không? Đó, bạn Trang Huyền cũng chưa tắt mic mà có thể bạn sẽ làm ồn lớp của mình. Và như vậy là chúng ta sẽ nghe không có được. Được không ạ? Đó, thì các bạn chú ý một chút về cái vấn đề đó. Được chưa ạ? Vâng. Thì hôm nay cũng là một buổi đáng lý ra là cô nghĩ rằng bạn Mai bạn ấy không có để ý tin nhắn. Cô nói rằng là bắt đầu từ tuần sau nhưng mà bạn Mai bạn đã dậy từ tuần này rồi. Thì tuần sau thì cái phần mà chủ nhật đó là giao tiếp cho người mới bắt đầu thì Mai sẽ phải đổi nhá. Chúng ta sẽ nói về cái chủ đề gì đó khác. Được không ạ? Và Mai ngày hôm nay thì đã nắm bắt được cái vấn đề của các anh chị, các cô chú ở đây về vấn đề phát âm. Thì bạn Mai sẽ phải chỉnh lại cái vấn đề phát âm cho các cô chú, anh chị vào trong những cái buổi phát âm của con. Được không nào? Được chưa? Thì các bạn ơi, cái phương pháp học phát âm của cô Hạnh ấy là như thế này nha các bạn nhé. Đó là các bạn đừng có quá perfect về một âm. Nếu như mà chúng ta muốn hoàn hảo về một âm thôi ấy, là các bạn không bao giờ có thể nói được tiếng Anh đâu ạ. Được không ạ? Mai cho mẹ share màn hình đi. Con cho xe mà. Cho xe chưa? Rồi. Vâng, bây giờ nhá, bây giờ thì
cô sẽ giới thiệu một chút và cô sẽ dặn luôn bạn Mai ở đây này. Tại vì là bạn Mai không ở nhà cùng với cô cho nên là cô rất là không có gặp được bạn Mai. Cho nên là bây giờ cô sẽ nói luôn với mọi người cách làm nhé. Cách làm, cách học phát âm nào. Rồi đợi mọi người đợi cô một chút. Mọi người đều biết cái bảng IPA rồi. Cô không nói về cái bảng IPA nữa. Nhưng mà cô vẫn phải nói một chút ạ. Để cho các bạn hiểu về cái sự khác nhau giữa các cái âm ở đây. Có thể là tại vì cô không dạy phát âm ạ. Cho nên là cô Hạnh không dạy phát âm cho các bạn đợt này. Nên là cô sẽ chia sẻ một chút nhá. Kiến thức chắc là 10 phút thôi là được. 10 phút được không ạ? Mọi người có thức được không? Mọi người có thức được không ạ? Được ạ. Rồi ạ. Nào mọi người ơi, bây giờ cô Hạnh sẽ nói về cái sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Anh nhé các bạn nhé. Cho nên là chỉ có người Việt giúp được người Việt học học về phát âm thôi. Người khác thì không giúp được người Việt mình đâu nha. Bởi vì họ không hiểu cái vấn đề khó khăn của người Việt. Người Việt là không có những cái âm có màu vàng này đâu nha các bạn nhé. Đây này, những âm p, t, ch, k, f, s, và sh. Người Việt không có những âm này. Những âm này người ta gọi là âm bật hơi các bạn nha. Bật hơi là chúng ta không có tiếng ra. Không có tiếng ra và các bạn đã làm tất cả những cái âm bật hơi này thành âm bật tiếng là các bạn làm Vietnamese accent đấy. Ví dụ các bạn nói là đây là âm p, âm t, âm ch, đúng không? Âm ch, âm c, hay là âm f, hay là âm s, hay là âm s, đó, hay là âm sh. Tất cả cái âm này nó không được đọc như thế nha các bạn nha. Bạn Mai chú ý giúp cô này. Bạn Mai chú ý giúp mẹ là chú trọng và rất là nhiều cái âm này để cho mọi người luyện nhiều hơn. Được chưa? Và ở đây nó có hai cặp âm. À, ở đây nó có một cặp âm, trong đó có một âm unvoiced, một âm không có âm thanh và một âm có âm thanh. Hay nói khác là âm vô thanh và âm hữu thanh. Thì bao giờ bạn Mai cũng phải luyện hai âm cùng một lúc để cho mọi người phân biệt nha. Hai âm cùng một lúc để mọi người phân biệt. Và ở đây bạn Mai chú ý cho mẹ bốn âm rất giống nhau, đó âm ch, j, sh và j. Là bốn âm này được dạy trong cùng một buổi nha. Nếu như trong trường hợp mà bốn âm này không thạo thì chúng ta buổi sau chúng ta học lại tiếp. Bốn âm này là bốn âm rất giống nhau. Và ở đây ấy, cái dòng trên này này các bạn này. Cái dòng trên phụ âm này người ta gọi là âm stop air. Stop air tức là mình âm ngắn, âm nổ. Người ta gọi là âm nổ các bạn nhé. Âm nổ là như thế nào? Âm nổ là chúng ta không thể kéo dài được cái âm đấy ra. Ví dụ như âm này là âm p. Đây là âm b. D, J, K, G là những cái âm mà chúng ta nói ra một cái chúng ta stop luôn, chứ chúng ta không kéo dài được. Nhưng mà cái phần âm, cái âm ở phía dưới này là chúng ta kéo dài được. Các bạn nào đang bật micro, tắt micro đi cô với. Rồi bạn nha, ok. Cả bạn Mai cũng tắt micro này. Thì ở đây á, thì chúng ta sẽ có cái dòng dưới này nha Mai nha, là cái âm kéo dài được. Ví dụ như này, là kéo dài mãi mãi luôn, hết cả hơi luôn, đúng không? Các bạn hiểu không? Cái sự khác nhau của hai cái dòng này nó như thế. Tại sao người ta lại viết như vậy? Tại sao người ta tô vàng? Tại sao người ta tô trắng? Tại sao người ta để cạnh nhau? Tại sao người ta để trên một dòng? Đó, đều có lý do của họ hết nha. Được chưa? Và cái phần nguyên âm, cái phần phụ âm thì bạn Huy bạn đang dạy, cho nên là Mai có thể dạy lại hoặc không tùy nha. Nhưng mà thầy Huy đang dạy cái này thì cô muốn nói về cái này cho bạn hiểu, các bạn hiểu này. Còn cái phần nguyên âm, chúng ta có hai phần nguyên âm, một là nguyên âm đơn và hai là nguyên âm đôi. Tuy nhiên nếu như mà bạn Mai dạy âm anh thì bạn Mai sẽ dạy đúng cái bảng phát âm này. Còn nếu mà bạn Mai dạy âm anh Mỹ thì bạn sẽ dạy khác. Với các âm là ở đây là ví dụ như âm ơ kéo dài ở tiếng Anh như tiếng Anh Mỹ người ta gọi là âm còn đây là âm này là âm gì nhỉ? Rồi. Đây. Âm này là âm không ạ, đây là âm ua. Âm ua là trong tiếng Anh nhưng mà ở trong tiếng Anh Mỹ không đây là âm ua, cô xin lỗi. Để cô nhìn rõ này hơi khó nhìn. À đây, ví dụ như âm này là âm r. Là chữ car là âm r
Ok. Nhưng mà ấy, thực tế là tiếng Anh Mỹ ấy, dễ phát âm hơn, dễ nghe hơn rất là nhiều so với lại giọng Anh. Thì ở đây chính là cái nơi mà cô rất là hay dạy các bạn. Cô lấy cái này ra để cô hướng dẫn các bạn học về phát âm này. Và phát âm thì chúng ta sẽ học như sau. Đây là bảng IPA, các bạn hiểu về nguyên tắc thôi nha. Bảng IPA hiểu về nguyên tắc thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải luyện cái miệng của các bạn này, tập thể dục cho cái miệng của các bạn hàng ngày này này. Và bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái này. Ví dụ như là âm này là âm j, chẳng hạn ví dụ cô bật lên nha. Share sound này. You're done. Bây giờ ví dụ như là cô sẽ cho các bạn tập luyện âm này. Tất cả cái âm j này ở đây có khoảng độ tầm mười mấy hai chục âm ấy, âm j. Hay chúng ta sẽ đọc này. Jaw. Jaw. Chẳng hạn như thế. Cô xin lỗi. Cái này cô không bật được, nếu không là họ sẽ cho mình là lại lấy bản quyền, họ mệt lắm. Về cơ bản là như thế. Rồi, mình sẽ dùng cái này này. Mình sẽ dùng cái phần cái trang American Sound này nha. Mai dùng cái trang này, Mai sẽ hướng dẫn mọi người. Tại sao lại dùng cái trang này? Bởi vì cái trang này họ, nếu mà các bạn học hết tất cả các âm ở trang này ấy, là hầu hết là khoảng 70% các âm trong tiếng Anh là các bạn đọc được hết. Các từ, 70% các từ trong tiếng Anh các bạn đọc được hết luôn. Được chưa? Nhớ là như vậy nha. Và khi mà các bạn học này, các bạn cứ luyện miệng của các bạn liên tục như thế, luyện miệng liên tục như thế. Ví dụ như là âm J, chúng ta có là John, drum, hay là jump, hay là John, hay là jar, hay là jam, hay là gì đó. Đại ý như thế, chúng ta sẽ thực hành liên tục như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ quen. Và nhớ này, lúc đầu chúng ta sẽ có thể là không phát âm đúng được nhá, không sao. Các bạn ơi, không sao một chút nào nhá. Cô Hạnh nói này, không sao một tí nào khi mà các bạn không phát âm đúng. Nhưng mà cô khẳng định sau 3 tháng đến 6 tháng, 1 năm hay là 2 năm gì đó, âm của các bạn tự thay đổi nhá. Âm của bạn tự thay đổi luôn, cái miệng của bạn tự thay đổi, cái tai của bạn tự thay đổi luôn. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ phải luyện hàng ngày. Được không ạ? Chúng ta phải luyện hàng ngày nhá. Rồi đấy là cái cách mà cô Hạnh làm. Và bạn Mai bạn sẽ dạy hai phần. Đó là phần phát âm này và một cái phần nữa bạn ấy sẽ dạy là shadowing. Shadowing là như thế nào? Shadowing tức là bạn sẽ đọc đuổi theo. Đọc đuổi theo một cái gì đó. Đọc đuổi theo nhá. Ví dụ như là ở đây là cô sẽ... chẳng hạn như là cô sẽ VN Express chẳng hạn đi. Cô không dám bật YouTube lên ạ. Các bạn ơi, cô không dám bật YouTube vì mình đang record. Nó sẽ làm cho cái record này nó bị đánh bản quyền. Cho nên là cô sẽ không dám bật lên. Ok, bây giờ ví dụ như này. Ví dụ như là chúng ta chẳng hạn như là chúng ta có một cái bài viết này chẳng hạn. Mà shadowing tức là cô đọc đến đâu là bạn đọc đến đấy. Bạn Mai shadowing theo mẹ nhá. Ví dụ thôi, cô ví dụ này. Cô đọc đến đâu bạn Mai đọc đến đấy này. Bạn Mai bật micro lên đi. Mình sẽ mở một cái ok, bây giờ cô sẽ đọc. Blaring karaoke music both in commercial establishment and homes has been a sao bạn Mai chưa shadowing à? Shadowing à? Ok. Đây là cô giả sử thôi. Cái này là có thể là có rất nhiều từ cô không biết này. Bây giờ giả sử shadowing một các bạn bật một cái YouTube lên nha. Sau đấy các bạn cho nó chạy. Sau đấy là họ nói giống như cô Hạnh đang nói này. Xong rồi là các bạn giống như bạn Mai nói theo nha. Nào, bây giờ nói cái trên này cho nó dễ này. Two men sing karaoke. Two men sing karaoke. We are a set of portable loudspeaker and wireless Bluetooth microphone at their home in Ho Chi Minh City. Photo by VN Express funded. Rồi, khi mà các bạn shadowing là các bạn phải copy hoàn toàn cái intonation của họ nhá, ngữ âm, ngữ điệu của họ và cách nói của họ. Nào bây giờ ví dụ như lại này. Đoạn này. Đoạn này bây giờ cô đọc và bạn Mai phải đọc theo exactly, là bạn Mai phải copy này. She says she has gone mad. She has gone mad after being informed by the unbelievable high volume. Every time
every time she asked them to turn the noise, they only lower the volume for a short period and later turn it up again. Rồi bạn Mai chưa shadowing được chính xác đó. Bạn ấy không biết là cô đọc như nào. Nhưng mà các bạn nhớ là shadowing tức là mình nghe cái gì mình đọc luôn cái đấy, đọc copy gần như là hoàn toàn luôn. Thì lúc đấy các bạn vừa luyện được cái tai của mình nghe, vừa luyện được cái miệng của mình nói. Ok được chưa? Đấy, chúng ta sẽ có các cái phương pháp học phát âm như vậy thôi. Và chúng ta quan trọng nhất là không phải là chúng ta học đâu ạ. Chúng ta luyện. Quan trọng nhất là chúng ta luyện. Và chúng ta nếu mà cam kết học 2 giờ một ngày tiếng 2 giờ một ngày tiếng Anh ấy, thì khi mà các bạn là beginner, các bạn dùng 1 tiếng rưỡi để học phát âm ạ. Còn 30 phút để học cái khác. Được chưa? 2/3 thời gian hoặc là thậm chí là 3/4 thời gian của chúng ta sẽ đổ vào cái việc học phát âm trong 3 tháng các bạn nha. Được rồi ạ. Bây giờ thì cô sẽ chia sẻ xong rồi. Có bạn nào có ý kiến gì không ạ? Có bạn nào ở đây, mình nghĩ rằng là tất cả mọi bạn ở đây, tất cả mọi người ở đây đều phải luyện phát âm đấy ạ. Chưa bạn nào nói hay cả, chưa bạn nào nói tốt cả, và chúng ta cần phải luyện phát âm thêm ạ. Các bạn có đồng ý không ạ? Có ạ. Có ạ. Vâng. Vâng, thế thì hãy đến tất cả các lớp mà các bạn có thể nhá. Bởi vì cô đã cố tình cô bố trí mọi lớp vào buổi tối rồi. Chỉ có mỗi là bạn Huy là bạn không có dạy được vào buổi tối, thì bạn dạy vào buổi chiều thôi. Thế cho nên là nếu như trong trường hợp mà các bạn mà đề xuất thêm một cái buổi nào đó thì có thể đề xuất thêm bạn Mai. Hiện tại bây giờ bạn Mai đang dạy 3 buổi, và bạn Mai có thể có thêm một buổi nữa để hướng dẫn cho mọi người. Được không bạn Mai, nếu như mà mọi người muốn tăng thời gian học? Chủ yếu là học với bạn Mai là chính đấy. Bạn Mai từ 9 đến 10 giờ, bạn Mai có thể tăng lên 4 buổi một tuần không? Bạn Mai chạy đâu rồi không biết. Rồi ok ạ. Thế thì hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây, bởi vì muộn quá rồi. Đúng không ạ? Và hôm nay thì bài hôm nay thì chúng ta chỉ là giao tiếp với nhau thôi. Còn bắt đầu từ tuần sau thì chúng ta sẽ bắt đầu là học đàng hoàng nhé các bạn nhé. Đó, được chưa? Nhóm phát âm của chúng ta có anh Quang Huy ở Bắc Ninh, là anh là một chuyên gia về dạy phát âm mấy năm rồi. Và anh ấy không có thời gian để dạy chúng ta, vì thế cho nên là anh ấy đã ở đấy để anh ấy sửa phát âm cho chúng ta. Vì thế chúng ta hãy gửi nhiều cái bài phát âm lên để mọi người có thể sửa cho nhau nhé. Bye bye và see you again. Ok, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Chào mọi người. Cảm ơn cô ạ. Chào mọi người nhá. Mọi người ơi, lần sau cô Hạnh sẽ